Nhìn lại màn trình diễn của cầu thủ xuất sắc nhất vòng loại khu vực Đông Nam Bộ giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ 2 năm 2024 Cúp Thaco, Vũ Minh Khải của trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Hai cầu thủ này vẫn đang giúp cho thủ thành Văn Quang giữ sạch lưới. Bàn thắng thứ 3 dành cho cầu thủ Đại học Công nghệ Đồng Nai. 3-0 dành cho đại diện đến từ Đồng Nai. Điều gì đến đã đến. Và đó là một trong những phần thưởng xứng đáng dành cho cầu thủ đội bóng áo đỏ. Minh Khải cuối cùng đã có được pha lập công sau rất nhiều những tình huống bỏ lỡ của cầu thủ màu số 7. Ba cái tên khác nhau đã điền tên mình lên bảng tỷ số dành cho đại diện đến từ Đồng Nai. Đúng là một trận đấu ngày đầu tiên ra quân không thực sự thuận lợi với Đại học Dầu khí Việt Nam. Ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 5 suất tham dự vòng chung kết. Ở khu vực miền Đông Nam Bộ chỉ có 1 suất. Khu vực miền Tây Nam Bộ 1 suất. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên pha lập công thứ 5 mất rồi. 5-0 dành cho Đại học Công nghệ Đồng Nai. Đó là lỗi đến từ thủ thành Thanh Nhân. Một pha bắt bóng không dính của thủ thành này. Đó là tình huống mà cầu thủ bên phía Đại học Công nghệ Đồng Nai đã ập vào dứt điểm bồi. Đó là cú đúp của Minh Khải. Như vậy Minh Khải đã có nhiều hơn một bàn thắng ở chiến dịch vòng loại dành cho Đại học Công nghệ Đồng Nai. Cầu thủ đầu tiên có được cú đúp dành cho đội bóng áo Ba Châu. Rất nguy hiểm. Có hat-trick hay không? Đó là cú hat-trick dành cho Minh Khải. Đây là cú hat-trick thứ hai tại chiến dịch vòng loại khu vực miền Đông Nam Bộ. Minh Khải là cầu thủ thứ hai có hat-trick sau Phan Phúc của Đại học Bình Dương. Không còn nghi ngờ gì nếu như Minh Khải giành cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và ấm phần thưởng 1 triệu đồng. Và chúng tôi đã thấy ban tổ chức đang chuẩn bị sẵn phần thưởng cho cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này. Phần thưởng đến từ nhà tài trợ, đó là công ty xây dựng thương mại dịch vụ Tín Nghĩa Xuyên Mộc. Đơn vị sẽ tài trợ 1 triệu đồng cho mỗi cầu thủ xuất sắc nhất của mỗi trận đấu. Và công ty xây dựng thương mại dịch vụ Tín Nghĩa Xuân Mộc cũng tài trợ 5 triệu đồng dành cho đội bóng đạt vị trí Á quân của khu vực miền Đông Nam Bộ và 10 triệu đồng dành cho đội bóng xếp thứ nhất. Có bàn thắng thứ tư hay không? Những tình huống qua người như Messi rất đẳng cấp. Chỉ là một từ đẳng cấp dành cho Minh Khải mà thôi. Những pha đi bóng như chỗ không người và những tình huống xử lý rất lắt léo của cầu thủ ma số 7. Cú bốc cơ đầu tiên của chiến dịch vòng loại ở mùa giải năm nay khu vực miền Đông Nam Bộ đã gọi tên Minh Khải. Minh Khải đã có được cú bốc cơ 4 bàn thắng. Sự điều chỉnh tiếp theo về nhân sự đến với cầu thủ Đại học Dầu khí Việt Nam khi mà số 14 và số 12 sẽ được tung vào sân. Đồng thời cầu thủ Đại học Công nghệ Đồng Nai sẽ tung cầu thủ máu số 18 vào sân. Những sự thay đổi người lúc này với đội bóng áo đỏ chỉ mang tính chiến thuật mà thôi. Họ đã có được 9 bàn thắng ở trên bảng điện tử